hai bạn sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Ông cặp này xứng đôi đấy, có mẹ hai bên hỗ trợ là được rồi. Chào em. Dạ em chào anh. Em cũng có cái khuôn mặt nó dễ thương, giọng nói rất là ngọt. Anh rất đặt nhiều niềm tin ở cái chương trình này và hy vọng là em cũng sẽ cho anh và cho chính bản thân em một cơ hội để mà chúng ta đến được với nhau, tìm hiểu nhau. Đầu tiên thì lúc nãy giờ em tưởng anh hát lip sync không á, hay quá trời luôn. Em không biết là chút nào anh có bấm nút cho em hay không, nhưng mà sau này nếu như bên công ty em có hát karaoke em mời anh đi được không? Sẵn sàng nha. Anh muốn hát tặng em hai câu hát được không? Dạ được ạ. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong từng ngày. Người đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Nè, hết sức bình tĩnh, đừng để giọng hát ấy ru mình vào cõi mộng. Bây giờ về thực tế đi, hỏi rồi cưới nhau, con cái em sao, có... tiền bạc sao. Em đâu có thù hán với chị đâu. Không cưng, chị đang chuẩn bị khen em. Mấy người có hai mấy lúm đồng tiền giống chị là cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Lúc nãy có một cái em chưa nói với anh. Cái vấn đề mà về chi tiêu á, thì có thể em sẽ hơi bị hạn chế. Sau này nếu mà lấy nhau về á, em muốn một phần lương của em có thể nuôi gia đình. Anh rất là tôn trọng cái chủ hiếu. Nếu mà sau này anh may mắn lấy được em, chi tiêu gia đình của anh sẽ lo hết. Và anh cũng mong là em sẽ lấy tiền đấy lo cho mẹ, cho ba mẹ em. Nếu mà thiếu thì anh vẫn hỗ trợ như vậy. Mọi người làm chứng nha. Nếu mà muốn tìm một nửa của mình thì hãy mạnh dạn đăng ký tham gia vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Các bạn có thể like vào trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể tham gia vào chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền. Các bạn có thể tham khảo chương trình trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe.